Xin kính chào toàn thể anh em. Clip này mình quay và báo giá gửi tới anh em hai con đầu băng cối. Đây là Tech A6003. Con này thì hình thức đẹp, to cao. Đặc biệt là máy này chạy hai chiều mà mức giá đâu đó nó khoảng 17-18 triệu. Nhưng mà cụ thể thì con này có giá bên mình chỉ có 16,5 triệu thôi. Đây là một mức giá rất tốt để mình chia sẻ tới anh em. 16,5 triệu. Bên phải này là Akai 635D, máy này cũng được anh em rất là yêu thích nhưng mà giá nó thì lại cao hơn rất là nhiều. Cụ thể con này có giá lên mình là 36 triệu ha, Akai 635D. Đó. Một con là 16,5 triệu, một con 36 triệu. Tất nhiên anh em nhìn con Akai thì thấy nó sẽ đẹp và cân xứng hơn khá là nhiều. Nhưng mà nó lại nhiều tiền hơn. Nha. Anh em có nhu cầu về món nào cứ alo vào số điện thoại của mình nha. Xin chào, hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.